Xin chào anh em, chào mừng anh em đã quay trở lại với channel của mình. Vậy là hôm qua, một số thông tin nhanh của số 3L One Piece Chapter 1055 cũng đã được xuất bản với rất nhiều thông tin thú vị. Đặc biệt, nó đến từ một nhân vật đang là tâm điểm trong thời gian gần đây, Tứ Hoàng Sao Tóc Đỏ. Và tôi cũng đã có video nói về thông tin này. Tuy nhiên, nhà cung cấp thông tin spoiler chính thức Redon đã có một vài thông tin sửa đổi về nội dung có liên quan đến chapter này, cũng như đã bổ sung thêm một số thông tin có liên quan đến chapter này về tình hình của Đô đốc Màu Xanh Aramaki, đặc biệt là sự xuất hiện của cô nàng Uta trên manga trong đoạn hồi tưởng của Sao Tóc Đỏ. Còn cụ thể như thế nào thì không để các bạn đợi chờ thêm nữa, hãy cùng mình đến với những thông tin đầy đủ của spoiler One Piece Chapter 1055 siêu hấp dẫn này nhé. Trước khi bắt đầu vào nội dung chính, anh em cho mình một like, đăng ký kênh, cùng với đó là bấm vào chuông để tiếp tục ủng hộ mình nhé. Cảm ơn anh em rất nhiều. Tên tiêu đề của chapter 1055 này là Kỷ Nguyên Mới. Đây chính là một câu nói của Tứ Hoàng Sao Tóc Đỏ trong chapter này, và cũng chính là cái kỷ nguyên tồi tệ mà Tăng Tiến Sư Đô Đốc Akainu đã nhắc đến ở cuối chapter 1054 trước đó. Mở đầu chapter là những diễn biến ở bên trong đất nước Wano về trận chiến giữa Đô Đốc Màu Xanh Aramaki và rồng Momonosuke. Trước đó, Momo đã ngăn chặn Yamato tham gia vào trận chiến của mình bởi cậu nhóc muốn mình tự cứu Wano vì đó là nhiệm vụ của mình. Tiếp theo là những khung tranh xung quanh trận chiến giữa Đô Đốc Màu Xanh Aramaki và rồng Momonosuke. Vậy là cuối cùng, Momo cũng đã sử dụng được chiêu thức nhiệt tức giống Kaido, chiêu thức mà Kaido đã sử dụng để thổi bay lâu đài của Oden ở chapter 922. Và chỉ với một đòn tấn công duy nhất, Momo đã làm Đô Đốc Màu Xanh Aramaki bị thương. Tuy nhiên, vết thương không hề nặng như những thông tin spoiler trước đó. Ngoài ra, vị đô đốc này còn hỏi rằng có hay không chuyện Momonosuke muốn mình giống Kaido, bởi vì nếu Kaido còn ở Wano thì hắn đã không đến Wano. Và Đô Đốc Màu Xanh Aramaki đã hồi phục chấn thương và chuẩn bị cho hiệp 2 của trận đấu, nhưng lần này là với một nhân vật khác, đó là Tứ Hoàng Sao Tóc Đỏ cùng với băng hải tặc của mình vừa đặt chân đến đất nước Wano. Đô Đốc Màu Xanh Aramaki đã cảm nhận được haki của Tứ Hoàng Sao Tóc Đỏ gần đó và chuẩn bị nghênh chiến. Và tôi thật sự bất ngờ với thông tin này, vẫn chưa rõ băng hải tặc Tóc Đỏ đến Wano với mục đích gì, nhưng với việc Đô Đốc Màu Xanh Aramaki chuẩn bị đối đầu với Tứ Hoàng Sao Tóc Đỏ khiến tôi có cảm giác rằng vị đô đốc này rất khí thắng trong mọi trận chiến, bất kể đối thủ đó là ai đi chăng nữa. Chuyển sang cảnh bên dưới lòng đất Wano, ông lão tàu rèn Tengu Yamahitatsu và cũng chính là cựu tướng quân Wano Kosuke Sukiyaki đã dẫn Nico Robin và Trafagat đi qua trò lò đến chỗ nơi cắt dấu phiến đá đỏ Robbony Click. Nó được cắt dấu ở phía sau dưới lòng đất của đất nước Wano cũ. Và cũng tại đây, ông đã giải thích cho họ biết rằng cách xây dựng lên đất nước Wano của hiện tại. Wano từng là một đất nước rất to lớn, nhưng hiện tại lại rất nhỏ bé. Tiếp sau đó là rất nhiều đoạn hội thoại giữa ba nhân vật này. Chuyển sang cảnh băng hải tặc Tóc Đỏ đang ở đất nước Wano. Tứ Hoàng Sao Tóc Đỏ đã có một đoạn hồi tưởng nhỏ về trong quá khứ, về những đứa trẻ là Momonosuke và Hiyori, là những đứa con của Oden. Ngoài ra, Sao Tóc Đỏ còn hồi tưởng về Luffy và đặc biệt là Uta, cô con gái của Tứ Hoàng Sao Tóc Đỏ trong One Piece Film Red, khi cả hai đã cùng nhau lớn lên tại làng Vusa. Và Tứ Hoàng Sao Tóc Đỏ đã gọi họ là những kỷ nguyên mới, và đây cũng chính là tên chủ đề của chapter này. Trong khi đó, tại kinh thành thủ đô Hoa, băng hải tặc Mũ Đơm vẫn đang vui chơi trong bữa tiệc. Bất chợt, Luffy và những thành viên trong băng hải tặc của mình cảm nhận được luồng haki mạnh mẽ của một nhân vật nào đó đang ở đất nước Wano, bao gồm Luffy, Zoro, Sanji và Jinbe. Và Kid không xuất hiện trong chapter này, giống như những thông tin trong One Piece spoiler trước đó đã đưa. Và thông tin cuối cùng cũng là thông tin quan trọng nhất, tuần sau tiếp tục có chapter mới. Trên đây là những thông tin chi tiết và đầy đủ của spoiler One Piece chapter 1055. Tôi hy vọng anh em sẽ thích video này. Đừng quên like, đăng ký kênh để tiếp tục ủng hộ mình nhé. Cảm ơn anh em rất nhiều. Còn bây giờ, xin chào và hẹn gặp lại.